Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Trước hết là phần điểm những tin chính sẽ phát trong chương trình. Sáng ngày 16 tháng 12, Hội nghị quân chính toàn quân năm 2011 khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Ngày 16 tháng 12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đi thăm và làm việc tại tỉnh An Giang. Sau 4 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được bế mạc chiều nay, 16 tháng 12. Sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chấm dứt chiến tranh Iraq, sự tranh cãi về những tác động và hệ lụy đối với bản thân nước Mỹ, với Iraq và toàn bộ khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 12, Hội nghị quân chính toàn quân năm 2011 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới dự và phát biểu tại hội nghị. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định, hội nghị quân chính năm 2011 diễn ra trong thời điểm quan trọng của đất nước. Đây là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 13, Hội đồng Nhân dân các cấp thành công tốt đẹp đã tạo khí thế mới, quyết tâm mới cho cả nước nói chung, quân đội nói riêng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì vậy, thành công của hội nghị này sẽ tạo thêm sự thống nhất cả về nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch của nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2012. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao sự trưởng thành, tiến bộ, những cố gắng và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng toàn quân trong năm qua. Cái kết quả nổi bật và bao trùm nhất là toàn quân ta luôn luôn là một khối đoàn kết thống nhất, kiên định mục tiêu lý tưởng, chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh và chế độ sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là trên các hướng chiến lược, làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng an ninh, phối hợp tốt với các ngành, các lực lượng, các địa phương, triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa và tích cực tiến công, làm thất bại các âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình. Tổng Bí thư đề nghị hội nghị cần thảo luận, xác định rõ trách nhiệm, tìm đúng nguyên nhân và đề ra được các giải pháp đúng đắn. Đặc biệt, cần tập trung phân tích những khuyết điểm làm hạn chế sức mạnh của quân đội, gây tác động xấu đến truyền thống, vị thế và thanh danh của quân đội. Trong năm 2012 và những năm tới, chúng ta cần phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng Đảng về chính trị, bảo đảm cho toàn Đảng bộ và toàn quân kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng và có biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời, nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống diễn biến hòa bình, ngăn ngừa tự diễn biến trong cán bộ đảng viên, chiến sĩ, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, với nhân dân, khắc phục các mặt còn yếu kém tiêu cực của cán bộ và công tác cán bộ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong quân đội, gắn bó máu thịt với nhân dân, và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư khẳng định, quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng có bản chất cách mạng và truyền thống vẻ vang, có sức mạnh chiến đấu và kỷ luật nghiêm, được tôi luyện và thử thách qua 67 năm lịch sử. Tổng Bí thư tin tưởng, bước vào giai đoạn mới với khí thế mới và niềm tin mới, quân đội và lực lượng vũ trang sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với lòng yêu mến, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ngày 16 tháng 12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã đi thăm và làm việc tại tỉnh An Giang. Ngày đầu tiên trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm quần thể các công trình lưu niệm về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Cù Lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, Chủ tịch nước đã dâng hương tưởng nhớ, trồng cây lưu niệm, đồng thời đến thăm nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ghi sổ lưu niệm ghi nhớ công lao, sự nghiệp vị lãnh tụ cách mạng, một đời cống hiến hy sinh đất nước dân tộc.
Tiếp đó, Chủ tịch nước đến thăm ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, do cụ thân sinh Tôn Văn Đề cất năm 1887. Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương cũng đã đến dâng hương trước khu mộ thân tộc Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã cùng các cán bộ xã Mỹ Hòa Hưng đến thăm và trao quà cho gia đình anh Tôn Thành Thái, gia đình chính sách có công với cách mạng, thăm hỏi, động viên, trao quà cho bà Nguyễn Ngọc Cậy, gia đình liệt sĩ có chồng hy sinh trong kháng chiến. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước đi thăm và làm việc với cán bộ bà con xã Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên, An Giang. Sau 4 ngày làm việc tích cực khẩn trương, phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được bế mạc chiều ngày 16 tháng 12. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chương trình hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế năm 2012 của các cơ quan của Quốc hội. Xem xét tờ trình của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề nghị cử ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, tham gia làm Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, các ý kiến còn khác nhau của 8 dự luật và pháp lệnh gồm Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm tiền gửi, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật giá, Luật phòng chống rửa tiền, Luật tài nguyên nước sửa đổi, Pháp lệnh pháp điển hệ thống pháp luật và Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành giám sát hai chuyên đề về việc thực hiện quy định của pháp luật, về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và việc thực hiện chính sách pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế cửa khẩu. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đánh giá kết quả, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và những vấn đề cần quan tâm, rút kinh nghiệm về kỳ họp thứ hai vừa qua, đồng thời cho ý kiến bước đầu về nội dung, thời gian và các công việc chuẩn bị kỳ họp thứ ba dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2012. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận tại phiên họp này, đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung chương trình phiên họp thứ 5 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm 2012. Chiều ngày 16 tháng 12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội đã diễn ra lễ trao huy hiệu 50, 40, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, trong đó có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới dự. Trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là ghi nhận về những cống hiến của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng và đánh giá cao tinh thần tận tụy trong công tác, tình thủy chung đối với đất nước và dân tộc của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, người đảng viên Đảng Cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân. Cũng trong buổi lễ, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã trao tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho một số đồng chí đã và đang công tác tại Văn phòng Quốc hội. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên là sự quan tâm ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của đảng viên cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Sáng ngày 16 tháng 12, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm triển khai nghị quyết 30A về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau 3 năm triển khai nghị quyết 30A đã đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo trung bình của 62 huyện nghèo đã giảm xuống còn 37%, thu nhập bình quân đầu người của các huyện tăng lên khoảng 6 triệu đồng một người một năm. Nhiều huyện đã triển khai quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm ngư nghiệp nhằm hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tạo thu nhập cho hộ nghèo. Gần 7.000 lao động ở các huyện nghèo cũng được hỗ trợ để đi làm việc ở nước ngoài, bước đầu đã có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị quyết 30A vẫn còn nhiều vướng mắc như các trung tâm dạy nghề còn thiếu thốn về cơ sở vật chất và trang thiết bị, công tác tuyên truyền vận động còn hạn chế, một số địa phương chưa chủ động trong việc huy động nguồn lực. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng trong 5 năm tới cần tiếp tục ưu tiên các nguồn lực từ các chương trình, dự án vốn ODA, vốn trái phiếu chính phủ nhằm đầu tư cho các huyện nghèo, gắn việc thực hiện nghị quyết 30A với xây dựng nông thôn mới, tăng cường sự tham gia và giám sát của người dân đối với việc thực hiện các chính sách giảm nghèo.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 12 năm 2011, sáng ngày 16 tháng 12 tại Viêng Chăn, đồng chí Hà Văn Núi, Phó Chủ tịch Trưởng đoàn cấp cao Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi trao đổi kinh nghiệm công tác vận động tôn giáo, dân tộc, đối ngoại nhân dân và công tác văn phòng với Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Theo đúng kế hoạch hợp tác giữa hai mặt trận, quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào những năm qua đã được nâng lên một tầm cao mới, trong đó có nhiệm vụ bám sát các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về dân tộc và các dân tộc, thường xuyên chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đồng bào các dân tộc, thường xuyên phối hợp đồng bộ với các cơ quan chính quyền, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên trong công tác dân tộc. Tại buổi họp lần này, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và hợp tác, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân dân hai nước hiểu hơn về đường lối chính sách của hai đảng và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, nhằm đập tan những âm mưu xuyên tạc, phá hoại của kẻ thù. Đây là cơ sở để thực hiện tốt các cuộc vận động tôn giáo dân tộc hiện nay, thiết thực hướng tới kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2012, năm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Chiều ngày 16 tháng 12, Báo Nhân dân và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả cuộc thi viết về nông nghiệp nông dân nông thôn. Cuộc thi viết về chủ đề nông nghiệp nông dân nông thôn được phát động từ tháng 5 năm 2011 đã thu hút đông đảo tác giả tham gia với hơn 300 tác phẩm. Ban tổ chức đã lựa chọn được 20 tác phẩm xuất sắc và trao giải vào tối 20 tháng 12 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Các tác phẩm có nội dung phong phú, phản ánh đa dạng vấn đề phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân như mô hình sản xuất nông nghiệp nào phù hợp cơ chế thị trường và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, cây đước trên cánh đồng tôm, xây dựng nông thôn mới nhìn từ xã Hà Hiệu. Nhân dịp này, Báo Nhân dân và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát động cuộc thi viết về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2012. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức tọa đàm với các tham tán, tùy viên và đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài về công tác thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản. Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, cùng nhiều tham tán, đại diện thương mại Việt Nam tại các nước trên thế giới. Hầu hết ý kiến các đại biểu nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong công tác xúc tiến thương mại và rào cản thương mại đối với các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu. Đại diện thương mại tại nước ngoài cũng kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu nông sản vào các thị trường như Nga, Đông Âu, Liên minh châu Âu và châu Mỹ. Đối với cái việc mà để thúc đẩy được xuất khẩu nông nghiệp, ngoài những cái việc những chính sách để mà hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp cũng như là các cái chính sách để đưa ra những quy định mà nó theo chuẩn mực quốc tế thì nhà nước cũng cần phải nghiên cứu rồi đào tạo những cái cán bộ mà có những cái chuyên môn để có thể cử những cái chuyên gia đi ra nước ngoài để mà vừa học tập vừa nghiên cứu vừa tìm hiểu những cái kinh nghiệm của bạn. Trên cơ sở thống kê các ý kiến của đại biểu, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc tìm cách giải quyết, tháo gỡ khó khăn được các đại biểu đưa ra, nhằm gắn kết hơn sự phối hợp giữa các tham tán, tùy viên, đại diện thương mại ở nước ngoài với những ngành hàng nông sản tại các thị trường xuất khẩu truyền thống và thị trường mới.